I think that I fired a word. Stand for every dream, ever sure the soul is right. And you are the fear of the air. What will happen near the ever near? I'm in love with you. Cause not a night away from you. Your reason I hold, and now I need to learn the truth. Right now, there's no better time. From the fear I will be free, and I live again with love, and know they can't take that away from me. And they will see. Vũ công rất nhiều. Quá tuyệt vời. Đây, cả ba vị ban giám khảo đều dơ bảng hết. Bây giờ mình đọc nè, lần lượt nè. Anh Đại Nghĩa là tuyệt vời quá bạn ê. Chị Mỹ Linh là ngạc nhiên chưa. Và chị Ốc Thanh Vân chốt lại một câu là giỏi quá. Yes. Đúng. Quá xuất sắc. Chị Linh đã đứng lên trước và chị Mỹ Linh đã đứng lên rồi. Thì ngay lúc này chắc chắn là chị Mỹ Linh đang có rất là nhiều những cái tâm tư tình cảm muốn chia sẻ.
cùng với Phạm Lực đúng không ạ? Xin mời chị. Càng vào sâu bên trong thì chị càng nhận ra cái nỗ lực của Phạm Lực và cái tính cách con người của Phạm Lực á. Phạm Lực là một người rất là ít lời, cũng thỉnh thoảng hơi ngượng ngượng, nhưng mà cái điều quan trọng nhất ấy là Lực rất là có mục tiêu và bám chặt vào cái mục tiêu đấy và tiến lên và cứ kiên trì đi rồi mọi thứ nó sẽ mỉm cười với mình. Và hôm nay là chị cũng muốn mỉm cười với em, bởi vì chị thấy là cái bài vừa rồi thì tất nhiên là làm sao mà có thể so sánh em với cả một nữ diva của thế giới. Cả thế giới này chỉ có vài giọng ca như thế, nhưng rõ ràng là em hóa thân rất là giống. Tóc tai, phục trang, rồi hát cũng giống, cái cách em gần rất là Celine Dion. Nhưng cái điều quan trọng nhất là em đã hoàn thành bài hát này một cách trọn vẹn, không chê vào đâu. Nếu mà có gọi là xoay xoay một tí thì là này, cô Celine Dion thì cô là superstar, giọng hát của nữ diva, nên là khi cô ra hát cô rất là tự tin. Thế nhưng mà em thì không thể có được cái tự tin đấy mà em hát một cách dò dẫm và rất sợ. Đặc biệt là những nốt cao chị dãy ra rõ ràng là em phải tập trung các kỹ thuật thế nào và để lên được đúng cái nốt đấy mà nó không sai. Thì trông mặt em và thái độ của em là trông rất là lo. Thế nhưng cái đấy không thể trách em được, bởi vì là rõ ràng là em đang vượt qua bản thân mình và hôm nay em đã làm được. Và chị là lại một lần nữa chúc mừng em. Em rất là xứng đáng để vào được đến vòng ngày hôm nay. Chúc mừng Phạm Lực. Cảm ơn giám khảo Huy Linh rất là nhiều. Đó, nghĩ là có khi sắp tới đi hát là có đồng nghiệp Phạm Lực rồi đó. Chứ em cũng không phải nghĩ là vũ công đi nhảy phụ họa cho ca sĩ nữa. Nhưng mà khi mà đến với chương trình Gương Mặt Thân Quen và trải qua rất là nhiều đêm thi như vậy thì Lực có cảm thấy tự tin hơn về giọng hát của mình không? Thực sự là sau nhiều tuần được giống như rèn luyện để học hỏi thì đến giờ giống như tuần hôm nay đó, nó là một cái icon mà em cực kỳ nghiêm túc luôn và áp lực với nó đứng trên sân khấu ạ. Bản thân mình ngày hôm nay mình chưa thấy đã lắm đâu. Đối với em á, em cũng chưa hài lòng lắm. Nhưng mà đúng là cả một quãng thời gian như thế thì đã cho em một Phạm Lực ngày hôm nay là tự tin hơn rất là nhiều rồi. Thực sự là có. Vâng, và ngay sau đây sẽ là phần nhận xét đến từ giám khảo Ốc Thanh Vân. Xin mời. Chị xúc động lắm Lịch. Thật sự. Chị đã nhìn sâu vào đôi mắt của em khi mà em thể hiện ca khúc này. Chị không có những cái cảm giác là mình nổi gai ốc khi nghe một cái giọng hát kinh điển. Nhưng mà một cái cảm giác là mình cảm phục. Nó cứ len lỏi bên trong chị và chị xúc động vì điều đó. Chị biết Phạm Lực được sinh ra để đứng trên sân khấu. Dù em làm bất kỳ công việc gì liên quan đến nghệ thuật thì em cũng sẽ làm hết mình. Ngày hôm nay điều đó thể hiện rất rất là rõ. Chị nghĩ là cũng là một thử thách rất là lớn với em khi phải thể hiện ca khúc này. Dù là bất kỳ một bài hát nào của Celine Dion thì cũng đều là thử thách khủng khiếp. Nhưng bài hát này nó lại còn khó hơn so với những bài hát mà đã từng được Celine Dion thể hiện nữa, bởi vì cái sự mãnh liệt bên trong nó quá lớn. Và khi mà Phạm Lực mà thể hiện múa đương đại thì chúng ta cũng sẽ thấy một con người của Lực hiển thị rất là rõ luôn. Bởi vì nó truyền tải hết những gì mà em muốn nói với mọi người, rằng em đã nghiêm túc với công việc nghệ thuật như thế nào. Vì vậy cái bảng giỏi quá này ngày hôm nay chị dành cho em á, chị nghĩ nó chưa đủ đâu. 10 trên 10 chị cảm thấy vẫn chưa đủ, bởi vì chị nhìn thấy em nó phải có thêm những cái dấu cộng đằng sau đó nữa kìa. Và thật sự khâm phục em. Chúc mừng em vì tiết mục này. Cảm ơn giám khảo Ốc Thanh Vân rất nhiều ạ. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe giám khảo Đại Nghĩa nhận xét ạ. Ở đây anh nhận xét rất công tâm, khi Phạm Lực để hát được cái bài này là một cái bài hát không đơn giản. Với cái giọng như Celine Dion là một cái giọng cao, mỏng, luyến lấy cực kỳ phức tạp và có một chút âm mũi trong đó. Thì bây giờ Phạm Lực hóa thân được như thế này thì chúng ta còn đòi hỏi điều gì cao hơn nữa? Em đã làm quá tốt với những cái nốt luyến. Ví dụ cái câu mà I still believe, thì cái chữ believe, cái chữ cái âm cuối cùng á, em đẩy lên và luyến lên đúng ra cái chất của Celine Dion, bởi vì cô ấy hát hay luyến lấy lắm. Hay cái câu mà I read to you, cái chữ you, em luyến lên cái chữ you một cái nữa, nó cũng ra ngay cái âm sắc của Celine Dion. Đôi khi chúng ta bắt chước một nghệ sĩ không phải bắt chước giống từng từ một, mà chúng ta chọn đúng cái điểm rơi, đúng cái điểm nhấn mấu chốt của nhân vật, chúng ta làm ra cái đó thôi là mọi người sẽ wow, đây Celine Dion hát như thế này đây, cách quấy luyến như thế này đây, và hôm nay Phạm Lực đã bắt chước, đã làm được điều đó. Dĩ nhiên vẫn thiếu một chút cái thần thái, cái sự mạnh mẽ, cái sự mãnh liệt giằng xé trong nội tâm của cái bài hát này là em, do em cũng căng thẳng và em hồi hộp, đặc biệt là cái đoạn mà khi em đứng trên cái bục cao như thế thì anh thấy rằng là em có cái sự căng thẳng trong đó và nó chưa thể hiện hết cái tinh thần. Nhưng như thế này đã là quá tốt, cho nên anh đưa cái bản tuyệt vời bản ấy là vậy đó.
dành một lời khen chân thành cho em ngày hôm nay, Phạm Lịch. Cảm ơn giám khảo Đại Nghĩa và cả hai giám khảo còn lại rất nhiều. Và một lần nữa chúc mừng Phạm Lịch, bạn đã làm quá tốt và quá xuất sắc tiết mục này.